Xin kính chào quý vị và các bạn ạ. Chúng ta lại được gặp nhau trong buổi chiều ngày thứ bảy hôm nay rồi ạ. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình của mình thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc Kia Forte. Thưa với quý vị và các bạn, mấy hôm trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu lên cho quý vị và các bạn mấy chiếc xe, kể cả Kia Cerato, Kia Forte. Những chiếc xe mà hôm trước tôi giới thiệu với quý vị và các bạn là ở cái phiên bản số tự động. Hôm nay thì tôi sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Forte nó khác với phiên bản trước. Đó chính là chiếc xe Kia Forte số sàn. Chiếc xe được sản xuất năm 2013 và được trang bị một động cơ xăng, động cơ 1.6 lít, hộp số sàn 6 cấp ạ. Chiếc xe đã đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và biển rất là đẹp ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2013 và đã chạy 8 vạn km rồi ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Forte số sàn 2013 này ạ. Sau 7 năm sử dụng thì chiếc xe đã lăn bánh được 8 vạn km rồi và tất cả là còn rất là đẹp ạ, tất cả là còn nguyên bản hết đấy ạ. Và quý vị và các bạn nhìn qua về cái phần đầu của chiếc xe đấy, quý vị và các bạn cũng đã thấy được cả chủ xe cũng đã độ thêm lên cái đèn led rồi ạ. Tí nữa tôi sẽ quay sát lại cho quý vị và các bạn xem về cái phần đèn led mà chủ xe cũng đã độ lên đây ạ. Đây là cái cặp đèn pha của xe, đèn pha còn rất là mới và chủ xe cũng đã độ lên cái phần đèn led này. Đây ạ, đèn led hai bên mà chủ xe đã độ lên đây ạ. Dưới cặp đèn pha này là cặp đèn gầm hay còn gọi là đèn sương mù đấy ạ. Kia cũng đã trang bị đầy đủ hết tất cả rồi. Ở những cái phiên bản khác có thể thiếu đèn gầm nhưng mà Kia thì đã trang bị cho chiếc Forte này thì đầy đủ hết cả đèn gầm rồi. Đây là gương chiếu hậu của xe. Gương chiếu hậu cũng đã được tích hợp xi nhan trên gương. Và chủ xe cũng đã độ là gương gập điện tự động rồi ạ. La răng đúc còn rất là mới ạ. La răng đúc còn rất là mới và chủ xe cũng đã vừa mới thay cái dàn lốp này luôn ạ. Dàn lốp này vừa mới thay xong. Đét lốp đây ạ. Đét lốp là vừa mới thay năm 2020 đây ạ. Đấy. Cho nên quý vị và các bạn mà mua chiếc xe này về thì yên tâm ạ. Cái lốp này chạy thoải mái luôn ạ. Vừa mới thay xong. Vì dàn lốp cũ cũng đã mòn rồi vì chạy 8 vạn km rồi ạ. Đây là cái phần ba đờ sốc sau của xe, tất cả cũng còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay chưa bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đều đẹp đấy. Xe cũng có cảm biến lùi rồi đấy ạ. Nhìn về cái phần ngoại thất của chiếc xe sau 7 năm sử dụng thì chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Màu trắng rất là đẹp ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 318 triệu đồng. Vâng, chỉ 318 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Kia ở cái phân khúc hạng C, chiếc xe sedan ạ. Với cái tầm tiền hơn 300 triệu đồng mà quý vị các bạn muốn mua xe đời cao thì chắc chắn quý vị và các bạn chỉ mua được những chiếc xe ví dụ như Kia Morning thôi. Nhưng chiếc xe với tầm tiền hơn 300 triệu một chút thì quý vị và các bạn mua xe đời 2013 thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan ở cái phân khúc C này đây rồi ạ. Rất là đẹp ạ. Rất là mới luôn đấy ạ. Quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua xe ô tô cũ ở cái tầm tiền khoảng 300 triệu đồng thì quý vị và các bạn nên cân nhắc và tham khảo chiếc xe này ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte 2013 này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 318 triệu đồng.
Vâng, thưa với quý vị các bạn, chỉ 318 triệu đồng thì quý vị các bạn đã có ngay một chiếc xe Kia Forte 2013 đi ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, tất cả còn rất đẹp ạ. Cả một cái dàn lốp này thì chủ xe vừa mới thay xong. Nguyên dàn lốp này chủ xe vừa mới thay xong, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm để sử dụng chiếc xe này ạ. Vì từ năm 2013 đến nay là 7 năm và chiếc xe đã lăn bánh được 8 vạn km rồi. Với tuổi thọ của lốp thì theo như quy định của nhà sản xuất thì lốp cao su chỉ sử dụng được trong vòng 5 năm hoặc là khoảng độ 5 đến 7 vạn thì chúng ta có thể thay. Nhưng mà tình hình là ở Việt Nam mình thì lốp phải mòn, phải cũ thì mới thay. Chiếc xe này đã lăn bánh được 8 vạn rồi và chủ xe cũng đã vừa mới thay dàn lốp xong. Dàn lốp và chủ xe mới thay là vừa thay năm 2020 này luôn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe. Đầu tiên thì chúng ta cũng phải tìm hiểu qua về cái phần keo chỉ đã, xem có bị đâm đụng hay va chạm gì không. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phần keo chỉ của xe này. Tất cả còn nguyên bản hết luôn ạ. Táp bi còn rất là mới. Đấy, táp bi còn rất là mới này. Tất cả còn rất là đẹp luôn. Quý vị và các bạn nào mà ít tiền, khoảng độ nhỉnh 300 triệu một chút, mua chiếc xe này về thì yên tâm ạ. Chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi. Xe còn rất là đẹp ạ. Tôi đang nổ máy đấy ạ. Đây, đồng hồ của chiếc xe đây. 8 vạn km ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Nội thất ra rồi. Và đây chính là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái. Tất cả keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Táp bi còn rất là đẹp ạ. Ghế da cũng còn rất là đẹp ạ. Rất là mới luôn đấy ạ. Đây là cái phần cốp sau của xe. Tôi lại quay chi tiết hơn cho quý vị và các bạn. Tôi thì những cái phần đầu, phần đuôi thì tôi quay rất kỹ cho quý vị và các bạn cùng xem. Vì có đâm đụng hay là va chạm thì nó cũng hay ở đầu và đuôi ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, keo chỉ đằng cốp này còn nguyên luôn ạ. Keo chỉ còn nguyên hết đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng hay chưa bị va chạm gì đâu. Keo chỉ còn nguyên. Tất cả là còn nguyên hết ạ. Đây, phần cốp của xe đây. Tôi cũng đã dọn dẹp xe đi rồi cho nên là còn rất là sạch sẽ, rất là đẹp ạ. Đây lốp sơ cua, bộ lốp sơ cua này, kích tiếp lốp đầy đủ ạ. Tất cả còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản ạ. Táp bi cửa rất là sạch sẽ, đẹp đẽ. Phần nội thất da đây ạ. Rất là đẹp ạ. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn đấy. Táp bi đây. Thưa với quý vị bạn, tôi quay rất là chi tiết cho quý vị bạn cùng xem ạ. Ốc bản lề cũng còn nguyên ạ. Táp lô này, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Ghế phụ đây ạ, ghế bên phụ còn đẹp hơn ạ. Đấy. Rất là đẹp luôn ạ. Chỉ 318 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe sedan đi ạ. Mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào khoang nội thất để xem về cái phần táp lô cũng như cái phần option mà xe này đã trang bị như thế nào. Mời quý vị các bạn. Đầu tiên bước vào khoang nội thất, tôi quay cho quý vị các bạn xem lại về cái đồng hồ vừa nãy tôi quay rồi đấy. Chiếc xe lăn bánh được 8 vạn 4 km ạ. Và xe cũng đã được trang bị là vô lăng khâu da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, điều khiển âm thanh trên vô lăng.
Và nó khác với phiên bản số tự động thì ở hộp số sàn này thì xe nó cũng đã ít option hơn, ví dụ như nó không có khóa thông minh, đèn nổ và không có cửa sổ nóc. Nhưng xe cũng đã được trang bị là cái màn hình giải trí đa phương tiện đầu DVD, tích hợp camera lùi. Đấy, đây là cái màn hình đấy. Rất là nhiều option. Đấy, màn hình giải trí đa phương tiện ạ. Điều hòa auto. Điều hòa auto một vùng thôi ạ. Hộp số này. Đây là cái hộp số sàn 6 cấp, đây chính là cái tay nắm số đấy. Hộp số này là 6 cấp đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cấp đấy. Và số lùi. Táp lô còn khá là mới luôn ạ. Chiếc xe mới lăn bánh có 8 vạn km thôi. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này, mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc động cơ của chiếc xe này ạ. Xe cũng đã được trang bị động cơ xăng 1.6 lít và hộp số sàn tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem đây rồi ạ. Và cái phần quan trọng nhất tôi chắc chắn luôn là tôi hoặc quý vị và các bạn cũng quan tâm nhất đến chiếc xe này, hoặc là bất kỳ một chiếc xe cũ nào chúng ta phải tìm hiểu qua về cái phần xem nó có còn nguyên bản hay không đã. Nếu như nó không còn nguyên bản thì chắc chắn nó sẽ bị đâm đụng hoặc bị ngập nước thì nó mới không còn nguyên bản nữa ạ. Đây, vâng, thưa quý vị và các bạn, tất cả các ốc đây, quý vị và bạn xem nó còn nguyên bản luôn đấy ạ. Ốc mặt máy này, ốc chân máy nguyên bản hết luôn đấy ạ. Tất cả còn nguyên bản, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn ạ. Và máy nổ rất là êm ạ. Đây là tôi đang nổ máy đấy nhé, tôi thu âm trực tiếp và chiếc máy này đang nổ trực tiếp mà quý vị và các bạn xem đấy, nó rất là êm ạ. Không nghe thấy tiếng máy đâu, tại vì tôi quay ở đây thì nó cũng rất là ồn ào. Cả tiếng máy này, tiếng xe cộ người ta đi lại và bên cạnh nó là một cái công trường, rất là ồn ào. Nhưng quý vị và các bạn có nghe thấy tiếng máy không ạ? Không nghe thấy tiếng máy luôn và nghe cái tiếng của rung cũng không thấy có luôn ạ. Nổ rất là êm ạ, động cơ DOHC 16 van và 1.6 lít. Đấy, tất cả đang hoạt động rất là hoàn hảo ạ. Điều hòa mát lạnh, vì chủ xe cũng thường xuyên bảo dưỡng, chăm sóc, thay dầu, bảo dưỡng đầy đủ. Và chúng tôi mua về chúng tôi cũng dọn dẹp bảo dưỡng lại toàn bộ tất cả rồi. Cho nên là quý vị và các bạn nào mua chiếc xe này về để sử dụng thì quý vị và bạn có thể yên tâm tuyệt đối luôn ạ. Không phải làm bất cứ một cái việc gì nữa, chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi. Và cái phần quan trọng tôi cũng muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn xem, đây chính là cái ốc tai của xe này. Từ ốc tai cho đến ốc cabo, ốc chân cabo này, tất cả ốc cabo này còn nguyên bản luôn này. Keo chỉ của cabo đây ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn về cái phần đầu, phần đuôi để quý vị và các bạn có thể thấy được là chiếc xe này nó còn đẹp cỡ nào, còn nguyên bản hay không thì quý vị và các bạn phải xem về cái phần đầu. Đây, ốc cabo này, keo chỉ cabo, ốc tai xe, tất cả mà nó còn nguyên như thế này thì cái phần đầu này nó còn nguyên là cái điều chắc chắn và là đương nhiên luôn ạ. Tất cả còn rất mới, rất đẹp. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Forte 2013 này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này, mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte 2013 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.